Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục đi quay tàu cá chạy xuất hành cho mọi người cùng xem ha. Đây có một chiếc tàu các bạn ơi, đang chạy ngang nè, không biết là có quẹo hay không nha. Cho là mình qua đây quay sớm các bạn, cho nên là nó ngược nắng đó các bạn, cho nên nó hơi đen đen xíu nha. Tầm khoảng 10 giờ thì mặt trời nó nghiêng về xíu thì nó hình ảnh nó đẹp hơn tí nha các bạn. À này, anh chuẩn bị anh bò vô hay gì nè. Trên này thì có một chiếc nữa nha, tốc độ cao luôn. Anh này anh bò vô luôn nha các bạn. Đây là khu vực tàu cá Kiên Giang nha các bạn, tàu Tắc Cậu các bạn, cảng Tắc Cậu các bạn. Đây là thuộc sông Cái Bé nha, mấy anh này sẽ quẹo về hướng này sẽ đi ra ngoài biển nha các bạn. Đây một chiếc nè, chiếc này không biết là quẹo hay không nè. Thì năm mới chúc mấy anh có một cuộc hành trình vượt biển thành công nha, cũng như tất cả mọi người thì chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Đây này anh tăng tốc đi luôn rồi. Giọt chưa? Đó. Đây có chiếc tàu kéo các bạn ơi, đang quẹo vô nha. Trên kia thì có tàu biển nhưng mà không biết là anh có vô không nha. Anh này nhìn cái tướng khá là đẹp. Cái xe màu vàng các bạn ơi, láp màu vàng luôn nha, quá xịn không. Anh tài công anh chạy mặc cái áo màu vàng ở trong luôn, be màu vàng luôn. Quá chuẩn luôn cái anh chạy đầu. Độ luôn nha, vỗ lại phải xe à. Trời sao trời sao biết. Kiên Giang luôn, 93327TS đang thả vô ha. Tên là tàu Tài Lộc. Tình hình là anh liếc cũng dữ lắm nha. Quê ghê vậy.
mũi nó quơ ra ngoài luôn rồi. Cắn ra nhỏ vậy. Rồi, anh lách qua luôn rồi. Lách luôn, quéo luôn chứ. Rồi. Ý mí luôn kìa. Nhỏ nhỏ anh bạc cái mũi ra luôn rồi. Quá trời ơi. Cái bộ này cũng thâm hậu lắm nha.
tàu đi khá đông rồi. Anh sắp xám này hình như là anh Đại Lộc hay gì nè. Ngoài kia thì vô một chiếc nữa nha. Tàu đi mới đông nè các bạn. Ở kia như anh hơi bị hút rồi đó. Xuống gió nó cũng bề dữ lắm nha. Giờ quay tàu lớn các bạn ơi. Đây có chiếc tàu nhỏ nhỏ anh quay luôn nha. Ở đây cũng đi xuất hành luôn nha các bạn. Ở đây đánh gần bờ. Để em nhấn ga giọt dữ đi ta. Sớm rồi ha. Trời tốc độ quá vậy. Quá tốc độ luôn. Này cảm ơn thu mua các bạn.
trên tàu biển này đẹp quá, thì tàu cũng mới mới không. Ôm luôn rồi, ôm cua luôn rồi, khá là gắt nha. Ôi rồi, anh liếc qua bên kia kìa. Sỏi dây dữ ta, đợi bo kìa. Anh trên kia anh cũng có hiện đâu nha các bạn. Để này qua mình quay cho mọi người xem ha.
bờ. Anh này chạy tốc độ luôn. Sao nghiêng dữ vậy? Cái lúa bạn vô dở cái chân vịt lên luôn. Lấy đuôi tôm. Dầm này cũng khó vô lắm nha. Bên vô các bạn. Còn giờ ở này chắc con bẫy quá, bự quá trời bự nè.
đó như này các bạn. Anh này nhỏ nhỏ mà anh chạy giọt lưới ra. Đang bò vô các bạn ơi. Chung là giờ này thì nước nó cũng đứng đứng này, vô thì nó cũng ít có bị bê lắm. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc tàu rất là lớn các bạn đang lên nha. Dưới kia là hướng tắt cầu đi lên các bạn ơi. Qua đoạn này thì ra sông Cái Lớn nha, hướng ra biển luôn. Quả trời bự rồi. KG 941. Khá là khổng lồ nha chiếc này. Đấy, đầy đủ tiện nghi và sức bến thôi. Nay thì cũng mùng 8 rồi. Mấy anh em tàu sẽ xuất hành vào mùng 8, mùng 9, mùng 10 rồi đó các bạn. Khá là đông nha. Những ngày như thế này thì ở dưới cảng thì chung là rất là bận rộn nha các bạn, tấp nập người qua lại luôn, cũng như là đưa đón những anh ngư phủ xuống tàu các bạn ơi. Yeah, lại các bạn ạ. Hiện tại thì gió khá là lớn ha. Trên kia có một chiếc đang xuống đó. Yeah, lại miếng rồi bẻ cái mũi lên từ nha. Đò qua trước. Đò đang xách xe không chạy hoài đó. Bây giờ anh sẽ vô ha.
lớn các bạn. Đang bò vô nè, mấy chiếc bự đi nhiều. Thank you.